Mời tham dự biểu tình chống Trung Quốc xâm lược tại tòa án quốc tế La Hague ở Hòa Lan. Hãy để thế giới biết rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Nói về Việt Nam thì ta thấy biển đảo rất quan trọng. Những anh hùng đã ngã xuống để bảo vệ cơ đồ lãnh thổ của nước ta. Những gì tổ tiên ta đã cố gắng bảo tồn thì thế hệ sau phải tiếp tục. Nếu không biết gìn giữ sẽ bị giặc phương Bắc xâm chiếm. Chỉ vì lòng tham không đáy, quyền lợi riêng tư mà quan chức Cộng sản Việt Nam đã cúi đầu, buông xuôi để mặc người bạn láng giềng tự tung tự tác chiếm biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những người quan tâm đến sự tồn vong đất nước, biểu tình phản đối Trung Quốc đều bị ghét vào tội phản động và bị bỏ tù. Điều này cho ta thấy nhà nước Việt Nam chỉ là bù nhìn, là một băng đảng lợi ích nhóm, quên cội nguồn, phản bội cha ông, dâng lãnh hải lãnh thổ cho ngoại bang. Để cho thế giới biết rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, đồng bào hải ngoại ở Âu Châu đang chuẩn bị một cuộc biểu tình trước tòa án quốc tế La Hague ở Hòa Lan vào thứ Bảy ngày 11 tháng 3 2023. Mong các anh chị em ở Âu Châu về tham dự cuộc biểu tình đông đảo để cho Trung Quốc biết rằng Hoàng Sa và Trường Sa vẫn là của Việt Nam.